Rồi mở mở cái luôn gì không? Cái đó mở phá hết trơn. Phá lại đó hả? Phá luôn rồi. Phá luôn hả? Phá hay hơi lại. Mở chút đi. Như mở nó ấy hơn nha, mở nó lên mạnh hơn ha. Ở mấy cái lỗ đó nó không ra. Đè xuống luôn, đè xuống luôn, đè xuống sâu xuống luôn. Có mở không Trần? Mở chút xíu thôi. Làm như mở ra một chút nữa lên mạnh á. Hả? Hết luôn hả? Phá lên chút đi. Hả? Mở ra luôn đó hả? Mở ra luôn cái gì? Đúng sâu xuống chút xíu nữa cảnh. Ok, mình thang lỗ tới 10 ly lận, của nó 6 ly rồi. 7 ly. Mấy cây? 2 cây. Chạy mấy cây? 2 cây. Chứ chạy 2 cây đúng không? Mình có cái đó tại sao mình thang tới 2 lỗ lận? Còn ngoài đầu thì lỗ 10 ly thôi, không sao, hai lỗ, lỗ 7 ly, lỗ 10 ly. Thấy gì cũng thấy gì cũng được rồi đó chứ. Ở sao hai lỗ hả? Ừ. Mở luôn hả Trần? Mở luôn vậy là mua cái, không sao mua cái biếng là vừa đó.